Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay là gió quá ngon nha. Đây là gió 27. Quá lớn. À, dù nằm đang chờ. Chờ giảm gió chứ không phải chờ gió nha. Chờ giảm gió mới thả nha. Quá lớn. Con này 2m2. Quá khủng. Con này 2m, con này nắm mới xuống à. Quá gió. Chạy lên đi. Tắt diều luôn. Mình mày sao nắm được bây? Dữ sao nắm. Ôi. Ừ, đất ơi, rớt một cái đồng. Đang ro nha. Nhận đâu rồi? Ừ. Coi dán lại coi. Nè ra biển không? Họ kêu nè. Mở mở dây ra. Ở keo. Ở keo hàng gì ở bị ne. Lên được 2 con. Ok. Không thấy ta. Đây. Nóng quá, giờ này mới có 12 giờ rưỡi à. Nắng ngay đỉnh đầu luôn à. Con này rô quá xa rồi. Đó, gió đó. Quá mạnh. Nằm thở thật em. Chịu bi ngon dữ chứ. Chịu gió ha. Ừ, mây bay đi phà luôn rồi.
diều 3m2 á. Hả? Lấy diều ngự á. Chưa lấy diều mừ á. Cột gì nữa hả? Cái này gió mạnh mà xách diều qua thấy ớn lạnh rồi. Trên diều 2 mét ra là thấy ghê rồi. Cầm cuộn ông ơi. Đây nè, cũng ông đứng cái cầm cuộn, ông cầm trước ông chết luôn á. Bỏ và bàn tay em lại lại cái sàn bãi luôn á. Quá bự luôn. Rồi. Lên. Lên như diều gặp gió à. Cầm như cước á, chuyện gì nói. Muốn cuốn nó, muốn cuốn. Chuẩn bị nè nha, chuẩn bị nè nha. Rồi chưa? Quá đỉnh. Gió ghê luôn. Lên ngọn cây luôn. Lên ngọn cây rồi. Mở dây cước đi, để em qua đây nè. Chịu gió à. Ý, một cái. Dướng rồi. Lên luôn hả? Dướng nói rồi.
cho về quê luôn, đổi con khác. Chịu không nổi, em đem vào luôn rồi. Ước đài hai con. Ba con. Bốn con. Hai con giống nhau. Rồi, tiếp một con nữa. Nghe nói gì, do nhiều dữ lắm trên đây nè. Em nhiều đi thử đây. Rồi, rồi. Hai à? Kẹt. Kẹt nổ. Con này cũng bự ghê á chứ. Kêu cho nó chín miếng chua chích chích chưa nha. Chích miếng thôi. Nhiều nãy giờ. Để coi thấy con này lên sao. Con này hôm qua lên ngon rồi phải không? Lên đẹp ha. Lên đẹp mắt luôn ha. Không chịu ăn cơm nhào đúng không? Nó lên trên luôn, cho nó lên trên 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 đẹp luôn ơi. Quá đã. Đó, gió luồn mạnh á. Kêu vậy. Biết văn không ai. Đúng luôn. Ủa? Dính ngọn cạm ai? Dính ngọn cạm đúng rồi. Tiếp con nào vô nữa hả? Cái xe đó à? Tiếp hả? Dạ. Dạ. Quá rồi, quá rồi. Cút văng luôn rồi. Chưa, chưa, chưa. Khớp xương, khớp xương.
quá dữ luôn. Không chịu cho xuống nữa, cho lặn 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 chi nữa. Quá dữ. Ô, anh này chịu gió dữ hả? Anh này có chút xíu à. Anh này có 8 tắc à. Nhỏ xíu rồi. Tiếp tục một em nữa. Một con ra đi. Dùng bị bứt luôn rồi. Dùng bị bứt luôn rồi. Không có. Tự động. Thôi gió nó đưa đi rồi. Gió dữ lắm mà. Mát ống quần luôn rồi. Tay ống quần luôn. Lậu quá biết là sao như thế nào. Đây con. Con này chịu gió lắm. Làm chịu cứng mà. Dù ổng là thả gió lớn ngon lắm. Nó nặng xác á, đầm. Bức văng cái em ru ha. Bức bông hết luôn, em ru luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vô mùa đó. Vô mùa đó, đâu rồi? Cây luôn rồi. Đeo vào tay đó mà còn chữ mẫu. Thôi bây giờ mình quay đến đây kết thúc các bạn ơi. Này gió quá mạnh luôn. Cục con có sáo rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Xem nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chiều nằm đầy bãi luôn, nó lớn quá thở không nổi. Rồi chào tạm biệt các bạn, bye bye.